Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình làm cái clip này, mình cập nhật cái vườn của mình, cái cây thứ ba là hôm nay là mình đã kéo đọt được hai lần bằng cái tô ba xanh này các bạn. Thì hôm nay đọt nó ra tương đối là khá là đồng loạt. Và hôm nay mình cũng chia sẻ kỹ về mấy cái phân thuốc á để mình chuẩn bị cho cái việc là mình kích bông rồi mình làm cái gì ha. Thì trước tiên mà đi vô vấn đề thì mình cũng xin chúc mừng một số người mà đọt lụa rồi á. Hôm nay cái khu vực của mình thì lụa trước mình khoảng cái chừng 2 tuần à lá lụa rồi mà xuống lân rồi á. Thì hôm nay 3 hôm nay rồi bắt đầu gió chướng nó nổi lên rồi các bạn. Thì theo kinh nghiệm của mình á, khi mà có gió chướng như vậy là cái gió này thì mình cứ quan niệm của mình thì mình cứ gọi là gió giao mùa nha. Đang mưa liên miên đó, đang mưa xong bắt đầu là nó ngắt mưa một phát, một cái nó nắng luôn khoảng cái chừng vài ngày, nó khoảng một tuần luôn đó, nó nắng. Thì sau khi nó nắng như vậy, trong cái giai đoạn nó nắng rồi thì bắt đầu là nó có gió các bạn. Mấy ngày nay nó gió mạnh lắm, gió chướng. Thì những ngày xuống lần rồi thì cứ yên tâm nha, tại vì phần trăm là sắp tới là nó có thể là nó mưa, nhưng mà nó sẽ mưa không còn nhiều nữa, bởi vì đây là bắt đầu nó giao mùa rồi. Thì cô chú anh chị các bạn cứ yên tâm, rồi mình cứ xịt tạo mầm thôi, mình cứ lên tạo mầm rồi mình cứ xịt bình thường thôi. Nếu mà mưa thì mình nặng liều lên một chút đó. Thì tí mình chia sẻ thì trước mắt là cái cây của mình là cây thứ ba nè đó, mình kéo đọt bằng hai lần tô ba xanh, nó ra đều các bạn. Hôm nay mình mới bắt đầu là xịt nhện các bạn. Đây cây nè, cái cây này là nó đi trước khoảng cái chừng 7 ngày nè, còn cái cây sau nè, cái cây sau này là nó đi sau khoảng cái chừng 7 ngày, 7 ngày sau là nó có thể là nó mở cỡ này nha các bạn, nó mở đều các bạn nha. Này ra đều lắm các bạn. Cái cây này là cái cây mình cắt đọt nhiều lắm rồi các bạn. Cây này cây thứ ba nè, chắc cây thứ ba này là thôi mình không có để cho đi cây thứ tư nữa các bạn. Mấy cây này thường nó mà đi cây thứ tư lúc mà mình xếp nước ấy, nó sẽ đi sảng các bạn. Nó đi trên ngọn đấy, nó đi trên cái ngọn này nè, nó đi ít lắm. Kệ nó, hôm sau mình ép luôn nha. Mình cứ hãm đọt nó thôi. Hãm bằng 10-60-10 á, với lại có thể là cộng thêm 7-5-4 nữa. Đó, mình hãm cái đọt lại để cho nó không có đi sảng nhiều. Rồi mình ép lần luôn nha. Làm bông luôn các bạn, không có để cho ra 4 cây nữa. Đó. Này cây nó mở nè. Cái mùa sân kinh này hôm bữa mình cũng cắt đọt nhiều các bạn, cắt đọt hết dép xung quanh luôn. Hôm nay cây này cây thứ ba rồi thì nó bắt đầu líp cây nè. Đó, các bạn nhìn nè, cái này mà mai mốt mình mà làm bông mình xiết nước á, mà mình kéo đọt được thêm một lần nữa là cây nó sung lắm nha. Cây nhìn là nó coi như là không vấn đề gì luôn. Và tới thời điểm năm nay được cái mình tiết kiệm các bạn, năm nay tới thời điểm này là mình chưa xịt rửa lá luôn. Đó, năm nay là coi như là chưa xịt rửa lá, năm nay là khá tiết kiệm nha. Mình chỉ có rửa thân, tới thời điểm hiện tại mình mới có rửa thân thôi, chứ còn lá thì mình chưa có rửa. Đọt ra quá trời các bạn, kéo mới có hai lần bằng tô ba xanh thôi. Rồi với lại mình đi mỗi một gốc như vậy khoảng cái chừng mà cây to to thì mình đi khoảng cái chừng 600-700 gram, 16-18 các bạn. Cây năm thứ năm thì khoảng cái chừng 300-400 gram, có đó thôi. Cây to cây nhỏ thì cứ vậy mà mình tính thôi các bạn. To thì mình cho nhiều chút, cây nhỏ thì mình cho ít hơn tí. Đó, đọt quá trời luôn các bạn. Cây này là cái này sang tuần này, khoảng cái chừng sang tuần khoảng cái chừng bây giờ tới khoảng cái chừng 5 ngày nữa đi là mình sẽ xuống lân là đẹp rồi các bạn. Tại vì 5 ngày nữa thì để cho cái đọt của mình nó đều hết vườn luôn các bạn. Đều hết vườn luôn rồi mình cho nó xuống lân luôn cho nó đều nha. Thì trong cái cây ba này nè. Thì trước tiên là mình có mình làm sao mình chia sẻ các bạn vậy nha. Mình có tưới bổ sung cái thằng này nè các bạn. Thằng Pseudomonas này nè. Đó, thì chủ yếu nó là ở trong đây á, nó là Pseudomonas nè, là 10 mũ 8 nè, rồi Azotobacter nè, 10 mũ 8 nè, Chicodema là 10 mũ 8 nè, rồi Bacillus nè, 10 mũ 8. Rồi nó hay ở chỗ là nó có 15.000 kẽm, 15.000 mg trên lít kẽm này các bạn. Đó, thì mình bổ sung một cái số con vi trùng vi sinh này nè để cho nó phân giải cái lá các bạn. Cái lá của mình nó nhiều lắm đây nè. Nó mình lợi dụng cái lúc mà mùa mưa
thì mình lợi dụng nó, mình tưới xuống để nó phân hủy mấy cái lá đi nào các bạn, phân hủy bớt đi để mai mốt nó khi mà mình làm bông á, mình đỡ phải thổi nha, mình có thổi nhưng mà thì lúc đó nó cũng hoai này, nó cũng hoai mục một phần này, thì khi mà mình xuống lần thì mình cứ để lá vào luôn nha, mình chỉ sơ sơ thôi, tại vì mình phát cỏ ấy. Mình khi mà mình xuống lần mình có phát cỏ nha, mình phát cỏ thì mình sơ mấy cái lá này cho nó dập nát nát ra rồi mình bỏ lên luôn chứ mình không có thổi nha. Rồi cái lá này nó hay ở cái chỗ mình cứ để như vậy, xong mai mốt á mà mình xiết nước khoảng chừng 17 ngày á, khoảng 15 17 ngày á. Đó mình đi mình thổi lá một phát một, lúc đó nó sốc các bạn. Nó sốc là nó hốc một phát một là cái tỷ lệ mà khoảng chừng ngày 25 ra bông rất là hay. Ra bông rất rất là đạt nha. Chứ cái lá này á các bạn đừng có vội mà mình đừng có vội. Đây là cũng là một cái kinh nghiệm hay nha các bạn. Đừng có vội thổi đi mà cứ để như vậy. Cứ để xiết nước như vậy khoảng chừng ngày 17 á, ngày thứ 17 á, đó là mình đi mình thổi một phát một là lúc đó nó đang ầm 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 rồi nè, mình thổi phát một đi á là cái lúc đó là cái cây nó sốc các bạn. Nó sốc một phát một là nó dễ ra bông các bạn. Đó, là nó dễ ra bông. Nó như là nó sốc cái khô hạn đó các bạn. Rồi. Đó là tưới cái này ha các bạn. Thì đó mình có tưới cái này để bổ sung vi sinh cho đất. Thì năm nay mình cũng tiết kiệm là mình không có tưới cái tuyến trùng Nimit nữa các bạn. Như mỗi năm ấy là mình tưới cái tuyến trùng Nimit á thì một năm mình tưới 2 lần. Nói chung là khi mà xiết nước xong bắt đầu làm bông. Khi mà ra bông á, lúc mà mình kéo đọt á thì mình sẽ tưới tuyến trùng một lần. Đó, mình cứ tưới tuyến trùng một lần thì khi mà tưới tuyến trùng như vậy thì nó tốn kém quá các bạn. Tưới 2 lần nó tốn kém quá. Thì năm nay mình mới càng ngày mình càng làm thì mình cố gắng mình tiết kiệm đi các bạn. Nhưng mà cây phải vẫn khỏe nha. Thì mình chỉ tưới tuyến trùng sau thu hoạch thôi. À, sau thu hoạch thì mình tưới tuyến trùng một lần cho nó. Còn bây giờ là mình năm nay mình đổi bài là cái này thì nó rẻ hơn các bạn. Mình tưới cái này thì nó rẻ hơn. Rồi mai mốt mà ví dụ mà xiết nước xong bắt đầu mà vô nước để mà kéo đọt á thì lúc đó mình sẽ tưới Adifood nha. Đó, mình tưới Adifood để mình ngừa nấm thôi. Cho nó đỡ hơn, nó rẻ tiền hơn. Chứ còn mà tưới tuyến trùng 2 lần một năm thì nó mắc tiền quá các bạn. Đó. Mà nó cũng dư quá. Chứ mình không cần tới mức như vậy nha. Hôm nay mình làm bài tiết kiệm nè. Đó, rồi kéo đọt thì Tobasan thôi các bạn. Đây. Xưa giờ thì mình cứ kéo, nay mình kéo đọt bằng Tobasan này tại vì mình không kéo bằng 30-10 nha các bạn. Tại vì mùa mưa thì đạm nó cũng nhiều á. Mình kéo bằng Tobasan này thì nó chủ yếu là nó là cái chất hữu cơ thôi. Đó, hữu cơ nè. Rồi acid humic rồi fulvic, nó cắt có cả kali nữa nè các bạn. Đó. Thì cái này đó mình kéo nó đó nha các bạn, xịt 2 lần. Thì nó ra đẹp lắm. Xanh lá, dày lá, đọt mập. Rồi. Rồi hôm nay thì mình mới xịt cái combi nha các bạn. Hôm nay là cái đợt này thì mình dưỡng combi à. Mình dưỡng combi để mình xịt chung với lại cái thằng nhện đó các bạn. Mình xin lưu ý rằng ở cái khu vực mình là khu vực Đông Nam Bộ nè, khu vực Đồng Nai nè, nó đất đỏ Ba Gian nè. Những khu vực khác thì mình không biết là thời tiết như thế nào, nhưng mà mình cũng nghe nói là cô chú anh chị các bạn cũng hỏi mình nhiều á, thì mình cũng biết rằng là cô chú anh chị các bạn cũng mới nắng mấy ngày nay rồi thì sẽ cực kỳ nguy hiểm khi mà hết mưa một cái nha, khoảng cái chừng 3 ngày sau thôi. Đấy, mấy ngày hôm nay nè cô chú anh chị các bạn mà không để ý con nhện đỏ nhá, khoảng cái chừng vài ngày sắp tới thôi là một dịch nhện, gọi là dịch nhện trên diện rộng lớn luôn, dịch nhện đỏ nha các bạn. Cái con nhện đỏ ấy, mình đã nhắc đi nhắc lại là trong mùa mưa là nó có nhện đỏ nha. Ai mà ngừa thường xuyên rồi ấy, thì cái mật độ nhện đỏ nó rất là ít. Dù là hết cái mùa mưa chuyển sang mùa nắng, giao mùa, gió giao mùa nè, đó có gió là mấy ngày nay nổi gió nè, thì cái nhện đỏ trong vườn mình ấy, cái mật độ nó không có nhiều. Đó, nó giảm thiểu đi các bạn, nó không có nhiều. Nhưng mà ai ấy, mà không để ý con nhện đỏ ấy, thì cực kỳ nguy hiểm. Đó, cho nên là mình làm cái clip này hôm nay mình cũng nhấn mạnh và xin nhắc nhở cô chú anh chị các bạn nhớ ra kiểm tra xịt nhện đỏ đi. Mà mình chắc chắn luôn là nhện đỏ bắt đầu là đầy rồi đó. Tại vì á, cô chú anh chị các bạn cứ để ý đi, cây của mình á, trong mùa mưa nó đang xanh đẹp nhá, chỉ cần hết mưa á, như mấy ngày nay là hết mưa tầm 7 ngày thôi, cây của cô chú anh chị các bạn chuyển bạc lá liền, cây nhìn nó bạc liền rất là nhanh nha. Bao nhiêu công sức mình bỏ ra trong mùa mưa để mình dưỡng cái lá cho nó xanh, nó dày, nó đẹp.
chỉ cần lơ tơ mơ một xíu thôi đó mà bị con nhện đỏ nó ăn bạc lá luôn. Cho nên là mình hết sức lưu ý nha. Về con nhện đỏ thì nhện đỏ thì mình vẫn là ba cái thằng này. Hôm nay là có cái loại này rồi các bạn, hôm bữa thì nó hết nè, hôm bữa thì cái loại ung trùm này nó hết nè, hạt chất là bay đi ra ben nó hết, hôm nay nó có lại rồi đó. Thì mình chủ yếu chủ lực vẫn là cái vô diệt sâu nhện này nha các bạn đó. Cái này nó hay, chủ lực vẫn là ngừa cái này. Nếu mà ai cô chú anh chị các bạn nào mà ngừa thường xuyên trong mùa mưa rồi á, thì bây giờ mình cứ pha đúng liều thôi, cứ một chai về hai phi, cái tất cả đây là một chai hai phi hết đó. Hai thằng này là ngừa nè, hai này là ngừa nè, xay thay phiên nhau ngừa nè. Còn này là đặc trị nha, đặc trị là Saroma này là nó rẻ tiền lắm nhưng mà nó hiệu quả các bạn. Đặc trị thì không pha với bất cứ một loại nào khác đó, mình nhắc lại như thế, đặc trị là không được pha với bất cứ một loại nào khác, đúng một mình nó thôi, đúng một chai như vậy là hai phi, cứ một chai như vậy là hai phi đó, một chai hai phi mà không pha được, không pha bất cứ một thứ nào khác nha các bạn, đặc trị. Rồi còn cái thằng này thì mình pha với lại hôm nay mình pha với combi nè đó, mình xịt mình pha thằng sâu nhện này, hôm nay mình pha với combi nè, rồi mình pha với thuốc rầy nha. Và đặc biệt á, cái thằng này, thằng sâu nhện này nó phải cộng với thêm thuốc rầy nữa thì nó mới hiệu quả nha. Chủ yếu là mình xịt lúc mà nó có đọt đó các bạn đó, mình xịt ngừa nhện á, là mình chủ yếu là mình một công đôi việc các bạn, là mình xịt cả đọt đó, mình xịt cả đọt rồi mình xịt kỹ luôn cả ở dưới lá, cái gầm lá dưới nè đó, cái gầm lá dưới nè, để cho nó ngừa cái nhện đi nha các bạn. Tại vì á, cái con nhện á nó rất là lì nha, mình xịt mà không trúng nó là nó không chết, nó lì tới mức như vậy ấy, mà nó rất là dễ kháng thuốc nha. Cho nên ấy, khi mà xịt nhện á, cô chú anh chị các bạn nhớ để ý cái tầng dưới nè, mình xịt làm xịt khoảng cái chừng nửa cây trở xuống dưới ấy, là con nhện nó nhiều nhất, xong bắt đầu từ nửa cây trở lên trên á thì con nhện nó sẽ ít hơn. Cho nên là cái gầm dưới, đặc biệt là những cái gầm dưới nè, cô chú anh chị các bạn xịt thật kỹ nha, phải ướt hết đẫm, càng đẫm càng tốt đó. Khi mà đẫm như vậy, thứ nhất là nhiều khi ấy, cái thuốc của mình xịt vô ấy, là nó chưa chết ngay đó. Hôm nay xịt chiều có thể chết con này con kia, nhưng mà có con vẫn chưa chết, nhưng mà sang ngày hôm sau ấy, nó ăn cái chất diệp lục tố ở trong cái lá này, thì cái thuốc của mình nó ngấm vô cái lá rồi, nó lưu dẫn á, con nhện nó ăn vô thì bắt đầu là ngày hôm sau bắt đầu nó chết nha. Đó, có thể là chiều ngày hôm sau bắt đầu nó chết đó, nó chết dần đi, nó sẽ hết. Còn cái đặc trị nó cũng vậy, cái đặc trị thì nó sẽ nhanh hơn, đặc trị có thể chết ngay hoặc là tới chiều là nó cũng muốn đi rồi các bạn, không thì tới sáng ngày mai là nó đã chết rồi, nó ăn trúng cái lá, trúng cái lá là mình xịt vô, mình xịt vô cái thuốc nhện nó lưu dẫn xong bắt đầu nó ăn vô là nó chết nha. Đó thì cứ hai thằng này luôn phiên vua diệt sâu nhện với lại là ông trùm nè. Đó, cho nên là mình cũng chia sẻ cái cách xịt nhện nha các bạn. Bởi vậy tại sao ấy, có rất là nhiều người nói là tại sao mình xịt nó không hết mà người kia xịt lại hết, bởi vì cái cách xịt nó các bạn. Cái con nhện ấy là chủ yếu ấy, là nó nằm ở cái tầng dưới này rất là nhiều, mình phải xịt rất là kỹ ở cái tầng dưới này, phải xịt trúng nó nha, ướt hết lá, phải xịt càng kỹ thì nó càng chết. Chứ còn mà xịt mà cứ qua loa chỉ lo xịt đọt thôi mà. Ví dụ tại vì cái này mình chủ yếu mình xịt đọt để mình ngừa nhện luôn mà, nhưng mà nếu mà mình không xịt kỹ mấy cái lá già là tỷ lệ nhện nó vẫn có nha các bạn. Cho nên á, là mình cố gắng mình xịt kỹ lên thì cái tỷ lệ của mình nó sẽ, nhện của mình nó sẽ hết nha. Rồi thì hôm bữa tiếp tục, cái hôm bữa là cái về cái vấn đề là mình chia sẻ về cách làm bông á, thì mình chia sẻ tổng quát rồi, thì hôm nay mình chia sẻ chi tiết hơn. Sắp tới là cái cơ đọt của mình là bây giờ là cơ thứ ba rồi, mình chuẩn bị xuống lân nè. Thì sau khi xuống lân đó là bắt đầu là mình cho xịt 16x10 các bạn, cho xịt 10 đây. Hôm nay mình quay cho các bạn xem nè. Hồi trước là nó là nano nhưng mà bây giờ nó là micro các bạn. 16x10 thì cứ 1 kg này bây giờ là mình xịt phủ lá nha, mình xịt từ trong ra ngoài. Đó, mình xịt là mình xịt bên trong trước. Đó, xịt phủ hết bên trong, bên trong là mình xịt luôn cả những cái chồi bơi đó, cành bơi đó, rồi dạ cành, rồi mình xịt hết cái gầm lá bên trong, rồi bắt đầu mình phủ ra ngoài đọt nó, để coi như là lên cữ tạo mầm lần thứ nhất á. Thì cữ tạo mầm lần thứ nhất này để mình cắt cái cành bơi đi các bạn, để cho cái khoảng chừng 5 ngày sau khi mà mình xịt 16x10 này, mình pha 1 kg, mình pha cho 3 phi đó, mình xịt xong khoảng 5 ngày sau á, lân nó bắt đầu nó hấp thụ vô những cái cành bơi này, dạ cành này kia đó, bắt đầu là mình tỉa hết cái cành bơi đi thì sau khi mà mình tỉa cành bơi thì lá bắt đầu nó chuyển lụa già rồi các bạn, già đều hết rồi, thì mình
sau khi tỉa cành bơi thì mình xịt cái cữ này lần thứ nhất đúng không? Thì cái cữ lần thứ hai là cái cữ lần thứ hai hôm bữa mình nhắc là 10 ngày, nhưng mình quên đó là rửa vườn các bạn, rửa trước khi làm bông. Mình quên cái dụ mà rửa trước khi làm bông, năm nào mình cũng phải rửa hai lần, sau thu hoạch rửa một lần, trước khi làm bông mình phải ngừa. Mình nói mà rửa như vậy thực chất ra nó là ngừa bận đó các bạn. Mình phải ngừa trước thì cây của mình nó mới cực kỳ khỏe, nó cực kỳ ít bận. Tại vì khi mà xiết nước làm bông các bạn phải hiểu là trong cái giai đoạn xiết nước làm bông, cây bắt đầu nó đi xuống, nó suy, nó có tỷ lệ là nó suy, nó xuống cây. Cho nên cái cây của mình nó mà khỏe thì nó sẽ đỡ bận rất là nhiều đó. Các bạn cứ để ý thì khi mà xiết nước làm bông bắt đầu là nó sẽ bị xì mủ nè, xì mủ cành nè, xong bắt đầu là tại mình xịt lên cao nữa, bắt đầu nó xì mủ cành nè, rồi nó bận, nó xì mủ tùm lum la hết đó các bạn. Nên là mình sẽ ngừa một cái bước này, là ngừa luôn cả cái vấn đề là cái nấm hồng nha các bạn. Nấm hồng ở trên lá, nấm hồng rồi tảo này kia ở trên lá đó. Thì mình pha cái liều là cứ một chai này, một chai cửa liêm mát này, cộng với là một ký đồng chai led này nè, đó, một ký đồng chai led này nè, mình cộng với một chai này thì mình pha cho hai phi nha. Đây là cái liều này thì nó không có nặng lắm đâu, cái liều này là liều nhẹ để mình xịt ngoài lá đó, mình xịt ngoài lá và mình xịt luôn cả cái đó, sau khi mà mình cắt cái chồi bơi đó thì mình mới xịt sau khi cắt chồi bơi xong đó là mình sẽ xịt cái này để mình một công đôi việc là coi như là ngon lành luôn các bạn. Tỉa chồi bơi xong thì khi mà mình tỉa mấy cái chồi bơi đó các bạn thì nó có vết thương mà đó, mình rửa luôn đó, mình rửa luôn rồi mình mới lên tạo mầm nha. Đó, mình rửa đồng trước, mình xịt những cái vết thương mà mình tỉa cái cành bơi đi ở trong thân đó, là mình xịt vô những cái chỗ đó và mình xịt ra ngoài lá nha các bạn. Chủ yếu là mình rửa lá nữa nha, để cho nó không có bị nấm hồng. Các bạn đừng có ý với nấm hồng nha, nấm hồng ở trên lá với lại mấy cái bệnh rỉ sắt ở trên lá nhìn nó như vậy thôi, nhưng mà sau một thời gian mà mình làm bông cho tới khi mà sau này ấy, nó sẽ ảnh hưởng tới việc nuôi trái nha. Bởi vì nấm hồng và những cái rong, cái rêu, cái tàu ở trên lá đó, nó cũng làm cho ảnh hưởng cho cái lá nó bị về vấn đề quang hợp. Và cái nấm hồng nó lây rất là ghê nha, nó lây từ dưới này, nó sẽ lây lên tới trên ngọn luôn nha các bạn, mà không để ý nó lây ghê lắm nha. Mà nấm hồng nó cũng làm cho rụng lá nha các bạn. Cho nên là mình muốn cái cây của mình nó phải sạch sẽ ngon lành thì cái mức độ quang hợp của cái lá nó mới tốt đấy các bạn. Một cái lá mà nó sạch sẽ như thế này đó, nó sạch sẽ như thế này thì nó quang hợp tốt hơn. Chứ còn bây giờ một cái lá nào mà nó cứ rong rêu tạo này kia thì nó quang hợp đâu có bằng đâu các bạn, nó không có được tốt đó. Năm nay mình tiết kiệm được cái là mình tới bây giờ mình mới rửa lá các bạn. Sau thu hoạch mình chưa rửa lá nhưng mà mình có thử rửa thân cành nha, thì cái này hay lắm các bạn đó. Không những mà nó rửa sạch cái rong rêu này kia mà nó còn quan trọng nhất là nó nửa ngừa được cái đứt thân xì mủ ấy. Nó hay ở cái chỗ đó, bởi vì cái cửa lem mét này thì nó là cái đồng hữu cơ các bạn, hàm lượng hữu cơ 80% nè, đồng là 100 ppm nè đó. Mẫu bây giờ cái mẫu chai này nó mẫu mới rồi, mẫu là mẫu cũ rồi. Nếu mà cô chú anh chị các bạn mà muốn mà xịt rửa rong rêu, mà xịt cái liều mà nó để rửa rong rêu á, thì có hai cách. Một là nếu mà nặng á nha, thì một gói đồng nè, một gói đồng pha với hai chai này, hai chai Glimet đó, mình xịt rửa rong rêu. Cái cách thứ hai ấy, mà nó vừa phải hơn, nó không có nặng bằng ấy, thì mình cộng một chai này đó, với hai gói đồng đó. Hai gói đồng cộng với một chai này mình pha cho hai phi đó. Cứ chai này cộng với hai gói đồng mình pha cho hai phi nha. Thì cái liều đó là liều rửa thân cành. Còn bây giờ mà rửa lá luôn á, rửa lá thì mình làm nhẹ hơn, thì một gói đồng là một ký cộng với một chai Glimet đó, mình pha cho hai phi ha. Rồi sau khi mà mình rửa lá xong thì cứ tạo mầm lần thứ nhất, nó mình nhắc lại nè, cứ tạo mầm lần thứ nhất là 1 ký 16 10 10, pha cho 3 phi. Sau đó là mình sẽ đi, 5 ngày sau mình sẽ đi tỉa cành bơi. Rồi sau khi tỉa cành bơi xong thì nó là khoảng chừng rơi vào 10 ngày rồi. Cứ tạo mầm lần thứ nhất, rồi lần tiếp theo là nó 10 ngày rồi thì mình sẽ rửa cái đồng trước nha, mình rửa hết từ trong ra ngoài đó để ngừa bệnh. Sau khi mình rửa xong thì khoảng 5 ngày sau đó, 5 ngày sau thì cứ tạo mầm lần thứ nhất là 1 ký 16 10 10, pha cho 3 phi. Đến cứ tạo mầm lần thứ hai nó là 15 ngày. Hôm bữa là mình nói là 10 ngày, nhưng mà bây giờ thì do là mình quên cái dụ mà xịt để rửa đồng này các bạn. Đó thì coi như là cứ lần thứ hai là nó sẽ là 15 ngày nha. 15 ngày mình lên cứ tạo mầm lần thứ hai.
thì 15 ngày á mà lên cứ tầm lần thứ hai á thì mình lên cho nó nặng tay một chút nha các bạn. Một á là mình pha 1 kg này, mình pha cho 1 phi luôn. Đó, 1 kg 16 10 này mình pha cho 1 phi thôi nha các bạn. Cho nó nặng đồ lên để mình xịt một lần là gần như là ăn ngay đó, một lần ăn ngay luôn. 1 kg 1 phi. Cách thứ hai là 1 kg này đó, mình cộng với lại một cái hũ lân 80 các bạn. Cái flower bud này nè. Nhưng mà thực chất nó là lân 80 nha. Đó, đúng 80% lân nha các bạn. Ở ngoài thị trường ấy, ghi là lân 86, nhưng thực chất ấy, các bạn để ý nó không phải là lân 86, cái đó là cái tên của nó, tên là lân 86 thôi. Nhưng thực chất ra ấy, nó còn phải cộng chất này chất kia. Ví dụ lân nó chỉ có đạt khoảng chừng 60% lân thôi. Đó, 60% lân thôi, xong nó cộng chất này chất kia ra nó mới ra được 86% lân. À, 86% là 86%, nó tổng hết lại nó ra được 86% tất cả các chất, chứ không phải là lân nó được 86% nha các bạn. Cái tên của nó như vậy các bạn để ý nha. Còn cái thằng này á, cái lân của nó là đúng 80% nha các bạn. Đó, thì mình cộng vô, ví dụ như 1 kg 16 10 10 cộng với lại một hũ lân 80 nè. Cái lân 80 này thì nó là bao nhiêu gram đây? Cái lân 80 này nó là 600 gram nha các bạn. Đó, 600 gram. Đó, thì cứ một hũ một kg cộng với một hũ lân 80, 1 kg 16 10 cộng với một hũ lân 80, mình pha cho 2 phi nha. Đó, mình pha cho 2 phi, có 2 cách. Một là 1 kg 16 10 pha cho 1 phi. Cách thứ hai là 1 kg 16 10 cộng với lại lân 80 pha cho 2 phi. Đó, thì mình sẽ chọn cách thứ hai nha. Đó, nó sẽ ok hơn. Còn 16 10 á là xịt 1 kg 1 phi cũng được luôn nha các bạn. Được luôn, không vấn đề gì nha, vẫn được luôn. Đó, chẳng qua là mình thích đấu như vậy cho nó đa dạng các bạn. Đấu như vậy thì nó nhiều khi nó ok hơn. Đó. Rồi. Rồi thì sau khi mà mình xịt tạo mầm lần thứ hai này, bắt đầu là lúc đó là mình đã xịt nước rồi các bạn. Thì mình cứ xịt nước thôi. Xịt nước thì khoảng tới cái chừng cái ngày 17 như mình nói đó là bắt đầu mình đi thổi lá. Thổi bắn lá hết, thổi bay hết lá luôn. Hoặc là ngày 20 cũng được các bạn, tầm ngày 17 tới ngày 20 ấy, khoảng đó. Nói chung là phải tùy tình hình. Mình làm mình cũng phải dựa vào thời tiết làm chứ các bạn, chứ còn là cái đó là chỉ là cái ngày tương đối thôi, chứ còn có thể mình để sang ngày 18 19, nó cũng có thể là trễ nhất là ngày 20. Tùy vào cái lúc đó là cái mình nhắm cái tình hình là cái cây nó xào lá như thế nào các bạn. Đó, mình thổi lá một phát một là nó sẽ sốc hết lá ra, thì khoảng cái chừng tới ngày 25 là nó ra bông. Nó là một cái rất là hay. Cái ngày 25 nó chưa ra bông, mình nhầm. Ngày 25 bắt đầu nó sốc cái cây ấy, bắt đầu là nứt, nó có hiện tượng ra bông ấy. Đó là mình sốc nước, mình sốc một lần thật đẫm nha các bạn. Nhớ là cái cách của mình ấy, là mình sốc nước một lần thật đẫm, chứ mình không có nhấp nước nha. Đó, sốc một lần thật đẫm. Rồi sau khi mà mình sốc nước như vậy thì cây năm thứ 5 thì nó rơi vào khoảng cái chừng 550 lít các bạn. Rồi 3 tiếng á. Rồi cây thứ 6, 7, thứ 8 thì nó rơi vào khoảng cái chừng 800 lít. Cây thứ 9, thứ 10 giờ lên thì mình cho nó 1000 lít. Đó, cỡ đó. Mình chia sẻ cái lít này ra để cái số lít tưới á các bạn. Bởi vì các bạn phải hiểu là mình nói tưới thật đẫm. Mà thật đẫm là bao nhiêu? Thật đẫm là bao nhiêu lít? Cho nên là mình mới chia sẻ là mình tưới nhiều đó lít để cho cô chú anh chị các bạn mình nhắm cái đất của mình với khu vực của mình ấy. Ví dụ xem là như thế nào thì mình dựa vào đó để mình có thể căn chỉnh lên xuống theo cái mức của mình để cho nó phù hợp. Chứ bây giờ mà nói thật đẫm, đẫm là bao nhiêu, chẳng lẽ một đẫm là 1 tiếng, 2 tiếng hay là 3 tiếng. Đó, thì mình tưới 3 tiếng là đẫm nha. Đó, đối với bản thân mình là mình tưới 3 tiếng như vậy là đẫm. Và cái số lít là cái năm thứ 5 là 550 lít. Cây năm thứ 6, thứ 7, thứ 8 là khoảng 800 lít. Đó, cây năm thứ 10, thứ 9, thứ 10 trở lên là khoảng 1000 lít. Đó, là thật đẫm. Thì sau khi mà mình tưới đẫm như vậy, đó, cái câu hỏi tiếp theo của cô chú anh chị các bạn mình là làm gì tiếp? Có tưới tiếp không? Thì sau khi mình tưới thật đẫm, mình xiết nước tiếp. Đấy. Sau khi mà tưới thật đẫm là xiết nước tiếp nha các bạn. Đó, mình xiết nước tiếp cho tới khi mà có hiện tượng bắt đầu ra bông, bắt đầu là mình sẽ chuyển sang kéo bông. Mình sẽ chuyển sang phái miên trạng. Thì cái 7544 nè, 7544 nè, phái miên trạng 7544 cộng cho cái thằng kích phát tố đó, cái gói kích phát tố mình giờ mình không có ở đây. Cái kích phát tố đó là 100g nha, cái đó là của Toba luôn, nó hãng của Toba nó 100g. Thì 4 gói 7544 đó, 4 gói 7544 cộng với lại 2 gói kích phát tố mình pha cho 2 phi.
Đó, mình xịt vô những cái chỗ nào xịt vô dạ cành đó, xịt thật kỹ là mình phải bên trạng. Đó, mình phải bên trạng lúc đó là nó ra bông, là nó dịch bông ra nha các bạn. Thì sau khi bông ra là bắt đầu, cái hôm bữa mình có nói tới một cái sản phẩm đó là kéo kéo mắt cua đó các bạn. Đây nè, nó là lân nè, đạm nè là 16% nè. Lân là 6% nè và kali là 16%. Đó, 16 6 16. Rồi bo, nó có thêm bo nè. Đó. Thì mình lấy cái thằng này mình cộng với lại một cái hũ bo. Cái hũ bo năm ngoái mình có chia sẻ là cái bo kém sữa các bạn. Giờ mình không có hũ ở đây. Nó có cái bo kém sữa ấy. Đó, mình cộng cái thằng này với lại thằng bo kém sữa, mình pha một gói này là 500 g, mình cộng với lại một hũ bo kém sữa là nó cũng là hình như 500 g các bạn. Thì mình pha hai thằng này lại, mình pha cho hai phi nha. Cộng hai này lại pha cho hai phi. Đó, một gói này. Nó ghi là chống sự của quỳ của bông nè, kéo dài bông nè. Đó, mập cuốn xanh bông to bông, sáng bông hình thành dù chống nhanh, đó, đậu trái lên trái. Đó mình đó là thằng 16 6 16 mình nói nha các bạn, đó là mình kéo bông nha. Gọi là rước mắt cua đó. Đó khi mắt cua nó hình thành nó khoảng nhú 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 nó sáng ra là bắt đầu mình cho nó một phát một là nó ra đồng loạt luôn nha các bạn. Rồi sau khi mà mình xốc nước xong đó, mình xử lý những cái thằng này xong nè, bắt đầu mắt cua nó ra đúng không các bạn, thì lúc này bắt đầu mình mới tưới như bình thường lại, có nghĩa là mình không có xốc nữa mà mình bắt đầu mình nhấp từ từ đó, mình nhấp từ từ lại để cho bông nó ra đồng loạt. Thì sau khi bông nó ra rộ hết rồi bắt đầu mình mới vô phân vô nước để kéo đọt liên tục. Nó lại quay lại cái clip trước đó là mình cái clip tập 1 năm ngoái á, là kéo đọt cùng với bông đó, là một quy trình của mình đó, là coi như là bây giờ nó gần như là khép kín rồi đó các bạn, coi như là hết quy trình nha đó, các bạn cố gắng theo dõi. Rồi bây giờ sắp tới là mình sẽ cố gắng chia sẻ liên tục để mình cập nhật cái vườn của mình á, làm bước nào như thế nào thì mình sẽ chia sẻ nhiều cho cô chú anh chị các bạn, để cô chú anh chị các bạn mình cùng nắm, cùng tham khảo để cùng làm nha các bạn. Thì mỗi người mỗi cách, thì mình cứ chia sẻ cách của mình để cô chú anh chị các bạn nếu mà thấy hay thì có thể áp dụng làm theo vườn của mình, để cho nó, nếu mà nó đạt sản lượng thì mình rất là vui nha. Đó thì, giúp được cô chú anh chị các bạn mà đạt được sản lượng cao, mà nói chung là những cái năm vừa rồi mà không đạt sản lượng á, mà năm nay làm đạt được sản lượng thì mình thật cảm thấy bản thân mình giúp được như vậy là mình rất là vui nha. Chứ mình không có cần cái gì khác đâu các bạn. Mình chủ yếu là chia sẻ để cho mọi người cùng làm, mà mọi người thành công được là niềm vui chính của mình rồi. Rồi thôi, nếu mà cô chú anh chị các bạn mà thấy những cái chia sẻ của mình mà thấy hay, bổ ích, ý nghĩa, thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ đó, chia sẻ cho mọi người cùng biết đó, mọi người cùng làm áp dụng đó, để cho nó có được cái mùa sầu riêng cho nó thành công các bạn. Tại vì làm sầu riêng thì cô chú anh chị các bạn một mùa nó có một lần thôi, nó cực khổ lắm, cho nên thôi mình cố gắng ha. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn ở những chia sẻ sắp tới nha. Bye bye.